Đâu đời L1 này nó khỏe lắm cô ạ. Vẫn tiếp tục hôm nay là mùng 6 đẹp ngày nhá các bác nhá. Bàn giao cho hai bác là tận đâu nhỉ? Ông tận Quế Võ. Quế Võ thì ngay đây rồi. Bác đặt tiền từ ngày 12 đúng không? Đúng. Đến hôm nay là mùng 6 là rơi vào 24 ngày bác mới lấy máy đây. Bây giờ mà các bác là đánh về nhá. Bác lên nhìn thấy đi chơi có mà nhìn thấy máy đẹp quá là đặt tiền ngay. Bắt đầu về mới chạy tiền để lấy. Rất đẹp, rất mới, rất xuất sắc. Đấy. Rồi, ok. Vâng, chào chú nhá. Đấy. Vâng. Mới tinh. Ôi, lên, lên, lên. Ôi, lại, chết rồi. Ôi, vâng tít mù thôi. Ông cầm chìa khóa đi, ông này lại cứ ngồi đây thôi. Long ơi, cháu lấy xe, cháu đuổi theo ông kia bảo đưa chìa khóa xe máy cho bác đấy. Ông ấy chạy chìa khóa mất rồi. Nha. Đấy. Rất nhiều đây các bác ơi. Ngày đẹp rất nhiều khách các nơi xa đến cửa hàng xem và ủng hộ rất đông. Tận Sơn La các thứ là con này lỗ ngon đấy ông anh ạ. Con này này, máy chất đấy. Rồi, lại tiếp tục bàn giao cho ông anh ở đâu nhỉ? Ông anh. Trương Mỹ anh ạ. Trương Mỹ Hà Nội đúng không? Trương Mỹ về thuộc Hà Nội rồi. Ông anh trông rất chi là ấy. Rất đẹp trai. Anh cũng xem đấy. Để thử cho anh ngon lành hết rồi đấy. Các số phay viết các thứ ngon lành đây. Đấy, lên xe 255. Rất xuất sắc. Con này là cơ hết toàn phần. Trợ lực lái thôi. Đấy. Máy đẹp xuất sắc. Được chưa, để tao tháo cho lên xe cho nhá. Rồi ok. Anh cái đấy đã bảo là mua ở đây không như chỗ khác. Đấy anh bảo là mua phát. Anh bảo xúc phay lên xe em này. Lắp vào thử cho anh ngon lành. Anh bảo xong chưa? Em bảo xong chưa? Anh bảo xong rồi thì mới lên xe nhá. Đấy, rất đàng hoàng vì bọn anh ở xa. Đi đây mua là rất chi là xa xôi nên đôi lúc mình phải làm ở đây làm nó ngon nghẻ cẩn thận. Nhưng về nhà đôi lúc nó thế này thế nọ là mình rất chi là vất vả. Nên đây em sẽ làm cho anh ngon nghẻ hết. Và anh chỉ việc chạy thôi nhá. Tháo phay ra. Bây anh đánh ô tô ra đi. Đánh nao đầu ra đây cũng được nhá. Đấy, rất đẹp, rất xuất sắc nhá. 255. Bàn giao xong lên xe này các bạn. Rồi, đấy, dùn sâu vào ông anh lên, dùn sâu vào ông khóa phanh vào. Xong là nhấc cái dàn phay đứng lên là xong. Cho đi sang bên kia tí quan. Này, em 255, mấy bác Trương Mỹ Hà Nội đã lên rước em về ngay. Rất xuất sắc. Rất đẹp, rất xuất sắc. Thôi được rồi. Bây giờ cháu tháo cái chốt kiếm kia ra. Đẩy cái này vào. Xong để dàn phay vào là xong. Đấy. Rất đẹp, rất xuất sắc. Đây, treo cái dàn phay này lên. À, ok. Rất nhiều. Hết công suất. Bây giờ là đã là mấy giờ rồi? 3 giờ. Chưa được hồi cơm vào mồm nhưng vẫn phục vụ các bác là vinh hạnh của em. Đúng không? Đấy, lại bàn giao cho ông anh ở đâu nhỉ? Sếp. Dạ, lại Bắc Giang. Đấy nhá, vừa hết lốp nhá. 2402 một cầu. Xuất sắc. Đây đang thử phay viên cho bác ngon nghẻ. Máy lổ thì thầm mùa xuân. Êm ru. Rất đẹp, rất xuất sắc. Ok. Máy đã đẹp. Êm chưa? Em có dầu chưa? Chọn cho sếp cái dàn phay xích còn chưa tăng nhá. Máy êm nhá. Về dầu thì đổ thay nhớt động cơ thì đổ vào. Con hãm cho bác đầy đủ vào. Đấy. Bắc Giang. Máy êm. Xịt xò và thay nhớt động cơ, đổ nhớt đấy vào. Vì nhớt Nhật của nó vẫn ngon. Rồi chờ tí nữa. Và đây lại tiếp tục bàn giao nữa đây này các bác ơi. Bàn giao không ngừng nghỉ. Đấy, đấy bà chị bảo là không ăn cơm đi cứ giao máy suốt ngày nó lại đấy. Đấy. Đấy, cô thế. 3 giờ chiều còn chưa hồi cơm vào mồm đây. Đấy, cáu gì cô bảo. Đấy, đầy đủ vào, cháu vào cháu lắp cái nghiêng ngả cho bác. Bác ở trên đấy bác dùng để nắp đầy đủ cho bác vào. Dạ. Thay cái gì ạ? Rồi ok, hay thay rằng rằng to đấy gì? Ok, có ngay cho mấy bác ở đâu nhỉ? Bác giám đốc này ở đâu nhỉ? Anh Lào Cai. Lào Cai.
Khu nào Lào Cai anh? Anh ở Thống Nhất Lào Cai. Thống Nhất á? À vâng. Thống Nhất Lào Cai các bác là cũng ở rất xa xôi các bác xuống ủng hộ. Đây là em 22 siêu phẩm cũng đã được lên đường. Về nhà đây là sếp ơi. Những cái này sếp thỉnh thoảng phải vệ sinh nó đi nhá, bụi bẩn lắm và em chưa làm gì đâu. À. Thấy chưa? Đây này là quạt nó rất mát. Quạt gió nó thổi về đằng trước. Chứ nó không ăn về đằng sau. Tí dây công tơ mét em thay cho đang bị đứt nhá. Dây rồi. Và chỉ việc làm thôi, không phải động chạm gì nữa. Được rồi, cái đấy tí nữa em phát hiện ra nó rồi. Tí nữa em sẽ làm cho ngon nghẻ nhá. Làm cho ngon nghẻ không phải suy nghĩ gì cả. Đây đội thợ đã sẽ lắp nước các thứ, kiểm tra dầu số, dầu cầu đầy đủ cho bác đi. Cứ bình tĩnh làm, không đi đâu mà vội. Cái đấy thay lắp nghiêng ngả cho em nắp cho ngon nghẻ hết nhá. Đấy. Rất chi là nhiều. Máy móc là cứ vẫn còn rất chi là nhiều. Xem cái nào không dò đấy. Cái đây như chân to gì đấy, cháu phải tìm xem cái nào là cái này nó chân to thì nắp được nhá. Vẫn còn rất nhiều. Mà hàng chuẩn bị lại về nhá các bác, đặc chẵn thôi. Lần này em sẽ cho về đặc 22 với 20, rất chi là nhiều. Rồi để em ra xem này. Đây các bác. Rất đông. Nhớ chứ. Những người mua máy nhà em thì em nhìn qua phát này em nhớ ra em nhận ra ngay. Được rồi, không đi cùng, nếu đi cùng hôm không vận là lấy cho ở đây đấy. Vâng. Ông anh xe đây các bác. Các bác hôm nay lại toàn đánh xe đi mua máy. Ô còn một cái cánh nữa đâu? Một cái lắp nữa đâu rồi, chú ơi. À đấy. Cái lắp á? Đâu cái này cái gì? Cái này về táng ra táng vào được ông ơi. Táng cái này này. Ồ, đặt qua đấy chạy máy là lâu như thế rồi mà không biết lại. Kìm kiếc để đây đây rồi các anh thợ ơi, là các anh thợ. Anh toàn bỏ rồi đồ rồi. Anh bỏ đồ này để chết tôi. Lên xe đi, anh thợ. Anh thợ có con. Cái máy này lắp vào đâu đấy? Máy này chú vào chú tháo cái vai ra. Đây là chú đi ra đây cho bán này. Và chú tháo vứt hai cái này đi nhá. Một, hai cái này ra. Cái này vứt cả ra lắp trực tiếp vào đây nó mới không rung nhá. Tháo ống khói đi xuống đi, hạ phay xuống đi, lùi máy ra rồi hạ phay xuống cho ống khói lên. Bàn giao không ngừng nghỉ, chín con nhỉ sếp, con quay con không đến bây giờ là 9 con rồi, chưa được hột cơm nào mồm đây. Nhưng rất chi là cảm ơn các bác, nhưng kể cả nhịn đói vẫn phục vụ các bác, vẫn cứ là vinh hạnh của em. Đấy. Thế này là xin gửi lại. Đấy đúng rồi, cái đấy úp vào chú ạ. Okay. Thế nào ok chưa? Tháo khói ra, ông này tay khỏe rút cho cái ống khói đấy. Khéo khuấy, lựa tay thôi. Để tháo gần ốc ra đây. Còn kia là đoàn Lào Cai vẫn cứ là đang giáp liên tục các bác ạ. Gọi là không có thời gian ngừng nghỉ. Bàn giao từ sáng là rất chi là nhiều. Vãn hết xưởng không? Xem thấy kinh không? Đây là ông ô tô đây ông ấy. Đi chở máy cho mấy bác đến mua đây ông ở từ sáng rồi. Ừ. Đấy. Rất chi là nhiều. Còn kia lại đội mua dàn sới nước nữa. Dàn sới nước và rất đông nhưng mà nhiều nha các bác nhá. Cả dàn sới nước cả đây là. Suốt từ sáng rồi là vãn đây này. 1, 2, 3, 4 5, 6, 7, 8, 9, 10 10 con rồi đấy các bạn. Từ sáng giờ là 10 em lên đường rồi. Không có thời gian quay. Có lúc để quay, có lúc không. Nên còn đây là đội phay nước. Vẫn nhiều các bạn đấy. Đấy, lên xe. Xác đã lên xe. Bàn giao về nhà chồng. Về với quê hương gì nhỉ? Bắc Giang. Quê hương Bắc Giang thân yêu. Quê hương Bắc Giang thân yêu. Lại vãn chắc ngày kia lại vào có một công nhá các bác nhá. Ngày kia là toàn 22 với cả 20 thôi. Ngày kia này em sẽ cho bắt đầu là cho toàn hàng 20, 22 về. Vì vừa rồi lô vừa rồi là về hàng to nhiều đây này. 325 rồi 455 là về nhiều rồi. Bây giờ là bắt đầu 20, 22, 24 là tiếp tục. Liên tục về các bạn. Đấy. Cho các bác tha hồ lựa chọn luôn. Toàn hàng nóng hổi. Đấy các bác nhìn những cái cửa hàng mà bán nhiều như thế thì các bác đến các bác mua không mà có hàng tồn, hàng tiếc gì cả. Đây cho phay lên đi, đầy đủ cho ông này lên, đủ xe đi đã. Đây các bác đến đi. Cường Tráng An Thịnh Lương Tài Bắc Linh nhá. Đấy,
Mấy cây Đại Hải, Cường Tráng, An Thịnh, Lương Tài, Bắc Linh. Đó. Rất chi là nhiều. Xuất sắc, đủ các loại cho các bác tha hồ lựa chọn. Đấy, có anh thợ nhí này, anh ấy làm mấy ông thợ thợ giỏi. Lựa lựa từ từ vào thôi. Cứ vào đây từ từ. Thôi được rồi, xuống cấp tí đi, đẩy đẩy cái cắt đăng ra. Được rồi, hơi xuống tí. Kìa bên này này, sang bên này, xèng sang đây. Được rồi. Xuống, vào đây, vào đây. Đẩy vào tí nữa đi. Rồi, ok. Đóng thùng vào đây. Lùi ra đóng thùng. Hơi lên cả. Hay là lại tiếp tục xong một em. Vẫn tiếp tục xong một em. Ở đây để xem mấy anh phay lưỡi. Cứ để đây bố múc cho. Để bố múc cái cây chảo đó. Rất nhiều, rất xuất sắc các bác nha. Hàng về hàng đi không ngừng nghỉ. Sao rồi, tiện thì lấy ông này ông trở ra cho luôn. Tay đây nó đi qua nhà đấy. Vâng. À, đây, đây này, ông anh, cái phay này nó sẽ hơn những cái phay khác. Vì những con đa số là những con chẵn này thì nó không như con nẻ. Lắm con nẻ nào nó có số, ở đây là số quay ngược quay xuôi. Nhưng mà con chẵn này thì chả con nào nó có cả. Nhưng mà mình muốn quay ngược quay xuôi thì ở đây này anh này. Đấy, gạt đây này. Đấy. Quay ngược quay xuôi được hết. Vừa dẫm lên. Có các cậu hướng dẫn. Vâng, cái này lúc nào mà chạy nước thì hạ cái này xuống. Lúc nào mà chạy màu thì gạt lên cho nó thoáng đất. Nó đỡ bắn lên lưng này này, hệ nước thì nó đỡ bắn lên lưng. Đây là vừa hết lốp nha xem nhá. Lốp nước này là về là chỉ có bơm 2 cân thôi nhá. Chứ đừng dã cho 4 5 cân là lổ đấy. Lổ như bom luôn đấy. Chứ không phải đơn giản đâu. Anh nhớt nhiếc này em sẽ đổ cho đầy đủ hết. Toàn bộ. Về là chỉ việc chạy thôi, không phải động chạm gì nữa. Nghiêng ngả các thứ là ok rồi. Thay cho nó cái bình khác không? Vâng, thay bình mới luôn. Thay cho nó bình mới. Vâng, thay bình mới tinh luôn. Đấy là ok. Đó, rất thoải mái, ngon nghẻ. Hoa hậu. Ok, hoa hậu. Đó. Rất xuất sắc. Sao cái bóng này bật nó không báo gì? Đâu anh? Bóng đấy là bóng nhớt, thiếu thì nó mới báo chứ. Bóng nhớt nó thiếu. Không, thường nó bật lên nó báo hết. À. Nổ lên là nó mới... Bây giờ lỗ, anh cứ, cứ lỗ máy tháo đầu bình ra. Nếu mà nó không phát điện thì nó không ấy. Thì nó sẽ vặn lên mình kiểm tra ở đấy. Các bác đi từ sớm để gặp kiếm mấy em mới như trong thùng. Đấy. Thế là ở nhà mấy giờ đi hả sếp? Ở nhà là 7 giờ. 7 giờ sáng? 6 rưỡi đi. 6 rưỡi. À. Lên xe. Lên xe là đến đây là 3 giờ, 2 giờ, 2 giờ mới đến đây. Đấy, máy rất đẹp, rất mới, rất xuất sắc. Lên xe. Đầy đủ đồ nhá. Dao riếc đầy đủ. Đấy, máy lổ rất ngon. Đã được lên xe. Xuất sắc. Máy việc các bác mua thêm. Máy che chiếc đây nhá, đầy đủ hết nhá. Dao riếc không thiếu. Dao riếc về là ok rồi. Riếc hoa hậu về bản, đúng không? Các bác là riếc này hoa hậu về bản đấy. Thỉnh thoảng mặc quần áo đẹp này đi đánh đi máy thì đã đẹp rồi. Mặc quần áo đẹp đi ăn cỗ. Đấy, trung thu đi rước đèn hoặc là đi đánh đi ăn cỗ. Đấy. Đấy mà. Đàn ông chính gốc ấy. Vâng, đàn ông chính gốc. Đấy, rất chi là xuất sắc các bạn. Đã vãn. Nãy đừng nghỉ 2 hôm. Vấn đề gì? Vâng. Lắm thì anh mới điện về cho chú. Rồi, cái đấy đơn giản mà. Cứ kết bạn Zalo em hướng dẫn cho. Vâng. Chỉ. Cái máy này thì nó rất đơn giản anh ạ, sửa chữa cũng rất dễ anh nhá. Hỗ trợ cái khoản.